Lời đầu tiên, người làm video này xin kính chào quý bạn ở khắp nơi. Hôm nay nội dung của video này sẽ mang tính chất là lịch sử, tức là là lật lại trang sử của Việt Nam Cộng hòa. Với chủ đề là ai có quyền quyết định để ngày 30 tháng 4 năm 1975 không xảy ra. Đây là một cột mốc quan trọng nó ảnh hưởng đến rất nhiều người Việt Nam cả miền Bắc và miền Nam. Đặc biệt là miền Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã tác động rất nhiều đến nhiều thế hệ. Những thế hệ trưởng thành trước năm 1975, những thế hệ trưởng thành sau thời gian ngắn của thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 và tiếp đó là những thế hệ trưởng thành sau này. Bây giờ họ đang ở lứa tuổi 20, 25, 30, 35, 40. <laughs> Vì thế Cái nhu cầu tìm hiểu về thời điểm lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 Cũng là cần thiết Đối với nhiều người Chúng ta lật lại trang sử thì thấy rằng Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Sau đó đã tạo ra những hệ lụy Đối với lại người dân miền Nam Thứ nhất là Hàng trăm ngàn và cả gần cả triệu người là sĩ quan, là binh lính, là quân dân cán chính của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Các chính trị gia của những đảng phái đối lập của Việt Nam Cộng hòa đã đi vào trại tù mà thời điểm đó họ gọi là trại cải tạo. Có những người đi vài tháng, có những người đi vài năm, có những người đi 10 năm và có những người đi tới 15 năm hay là 17 năm sau thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. Và cái đó sau thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, khoảng chừng nửa năm, một năm, hai năm sau đó thì lại xảy ra một cái làn sóng gọi là vượt biên, vượt biển đi ra nước ngoài để tìm tự do. Và trong cái làn sóng này đã gây những cái tổn hại về tinh thần và tâm lý cũng như vật chất cho người dân miền Nam hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trong rừng sâu hay là trong biển cả khi mà họ đào thoát vượt biên vượt biển để đi ra nước ngoài tìm tự do. Đó cũng là một cái hệ lụy, một cái hệ quả sự tác hại đến đời sống của người dân miền Nam. Bây giờ chúng ta quay lại cái bối cảnh lịch sử của cuộc chiến tranh ở miền Nam sau năm 1955 thì à, miền Nam đã hứng chịu những cuộc tấn công liên tục từ phía Bắc kéo dài đến năm 1975. Các bạn theo dõi tin tức thì à, đã biết rằng Lê Duẩn, tức là tổng bí thư ở phía Bắc nói rằng miền Bắc đánh miền Nam là đánh để đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Đó là cuộc chiến tranh miền Bắc nhắm vào miền Nam, mang mục đích là đánh cho hai ngoại bang Liên Xô và Tàu. Liên tục từ năm 1955 đến năm 1975 là miền Nam hứng chịu như cuộc tấn công theo cái nội dung, theo cái chủ đích, theo cái ý muốn như vừa trình bày của giới lãnh đạo miền Bắc. Và thời điểm năm 1973 đã tạo ra một cái bước ngoặt cho cuộc chiến tranh ở miền Nam. Đó là Hiệp định Paris hay là Hiệp định Hòa bình Ba Lê ra đời. Trong đó, nội dung trong đó là tạo ra một nền hòa bình ở miền Nam. Nhưng mà thực sự đây là một hiệp định bất lợi cho phía Việt Nam Cộng Hòa để tạo điều kiện cho Mỹ rút quân về nước và bỏ lại cho Việt Nam Cộng Hòa đơn độc chiến đấu chống lại cái cuộc tiến công của phía Bắc Việt. Chúng ta biết rằng Mỹ là một cái nước dân chủ và quốc hội của họ là một quốc hội đại diện cho người dân ở trong nước, đại diện cho quyền lợi của người dân trong nước. Cuộc chiến tranh ở miền Nam kéo dài quá lâu nó sinh ra những cái tổn hại về tinh thần, tâm lý, vật chất cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ. Cộng theo đó cái phong trào phản chiến do khối sao chủ nghĩa giật dây ở trên đất nước Mỹ và trên nhiều nơi khác trên thế giới đã khiến cho người Mỹ cảm thấy ngán ngẩm cái cuộc chiến tranh ở miền Nam và không muốn dính líu gì hết. Cái thứ hai là về phía chính quyền Mỹ họ đã thực hiện một cái chiến lược tách rời giữa Liên Xô và Trung Quốc nhằm tạo cái sự chia rẽ rạn nứt và sự sụp đổ của khối hội chủ nghĩa trên thế giới khi họ đạt được một cái chiến lược như vậy thì đương nhiên họ sẽ bỏ để cân chốt là Việt Nam Cộng Hòa họ cũng không cần gì hết trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Đó là đứng về phía khối tự do Trong khi Cái khối sầu chủ nghĩa đó Là cái khối mà họ theo một cái chính thủy Là à, Độc tài, độc tôn và độc đảng Quốc hội có ở Liên Xô Quốc hội có ở Trung Quốc Nhưng mà đó chỉ là bù nhìn Tất cả đều quyết định Của giới lãnh đạo đảng Ở Trung Quốc và Liên Xô Vì thế trong cái cao trào là họ muốn nhuộm đỏ họ biến cả thế giới này thành phe so chủ nghĩa nên họ đã không ngừng đổ viện trợ vào phía miền bắc để mà thực hiện một cuộc tiến công đánh chiếm bằng được ở miền nam xóa bỏ chế độ Việt Nam Cộng hòa chúng ta thấy đó hai cái sự trái cực lẫn nhau tức là phía Mỹ không còn ủng hộ Việt Nam Cộng hòa sau khi một thời gian dài sát cánh với Việt Nam Cộng Hòa vừa mang tâm lý chán nản đồng thời vừa đạt được cái mục tiêu chiến lược là tách rời giữa Nga và Hoa. Trong khi đó thì phe so cho nghĩa là tiếp tục đổ viện trợ hết sức là nhiều cho phía Bắc Việt. Thời điểm năm 1973 khi mà ký hiệp định hòa bình Paris thì Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu mất dần cái viện trợ do phía Mỹ giúp cho. Trong khi đó phía Bắc Việt thì càng ngày càng nhận thêm được nhiều viện trợ vì cái ốc bành trướng khối sò chủ nghĩa của Liên Xô và của Trung Quốc trên toàn thế giới. Và cái thời điểm quyết định đó là sau khi thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa không cần Mỹ viện trợ nữa thì cuối năm 1974 phía Bắc Việt đã tổ chức những cuộc tấn công đầu tiên đánh vào tỉnh Phước Long ở miền đông của Sài Gòn. Và chiếm được tỉnh Lị Phước Long lần đầu tiên à, trong lịch sử chiến tranh ở miền Nam. Và sang đến năm 1975 thì à, vào đầu tháng 3 khoảng 9 hay là ngày 10 tháng 3 năm 1975 thì phía Bắc Việt đã dùng tới 5-6 sư đoàn để tấn công đánh chiếm cái tỉnh Buôn Mê Thuột ở trên cao nguyên. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chỉ có khoảng 2 hay là 3 sư đoàn đồn trú ở cái vùng cao nguyên. Tức là phía Bắc Việt đã dùng một lực lượng đông gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần để tấn công đánh chiếm buôn mây thuộc và cái sử dụng chiến thuật biển người mà tác giả đã có trình bày trong cái video trước đây. Vì thế mà họ đánh chiếm buôn mây thuộc một cách dễ dàng. Khi mắc buôn mây thuộc thì phía giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa lại không có một cái quyết tâm. Tức là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thấy Mỹ cắt quân viện, không còn viện trợ nữa, thì lại đưa ra một cái chiến lược gọi là tái phối trí. Tức là muốn bỏ mô minh thuộc, bỏ quân đoàn 2, bỏ quân đoàn 1 để co cụm về quân đoàn 3. Chính cái quyết định sai lầm này của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khiến cho quân đoàn 2, quân đoàn 1 À, suy sụp nhanh chóng à, đánh phía Bắc Việt đánh thì ít nhưng mà phía Việt Nam Cộng Hòa thua và tan rã chạy thì nhiều do cái sai lầm về chiến lược gọi là tái phối trí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có những dữ kiện lịch sử nói rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vì cay đắng cái chuyện Mỹ cắt viện trợ và muốn bỏ rơi miền Nam Việt Nam nên đã nóng nảy và tìm cách tái phối trí lực lượng co cụm lại quân khu 3 và quân khu 4 để Mỹ thấy như vậy sẽ có thể tiếp tục đổ viện trợ để giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cương vị một người lãnh đạo một đất nước không thể à, có những cái quyết định à, lấy hờn, giận dỗi hay là thiếu sáng suốt chính các quyết định tái bố trí kiều rút quân đoàn 2 về cái vùng à, duyên Hải ven biển ở Tuy hòa ở Nha Trang đã khiến cho quân quân đoàn 2 suy sụp nhanh chóng mặc dù quân đoàn 2 do tướng Phạm Văn Phú chỉ huy chỉ mới thất trận ở bố mê thuộc và quân lực còn lại rất nhiều à, theo những dữ kiện lịch sử thì quân đoàn 2 lúc đó còn khoảng 60.000 quân đồng trú ở Pleiku ở Cẩm Tâm ở uh, Nha Trang, ở Phú Yên và còn rất nhiều vũ khí đạn dược, quân trang, quân dụng, quân cụ và tinh thần kỷ luật cũng còn rất tốt. Mặc dầu là thua trận uh, 30 thuộc vào ngày 10, vào ngày 13 tháng 3 năm 1975. Nhưng chính quyết định của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh là phải tái phối trí, tức là rút quân đoàn 2 từ cái vùng Pleiku, Câm Tum, về Phú Yên về Nha Trang, về Khánh Hòa đã làm cho quân đồng 2 suy sụp nhanh chóng mặc dù lực lượng còn rất mạnh và chính quân đồng 2 khi mà rút về cái vùng Duyên Hải đó suy sụp nhanh chóng tan rã quân đồng 2 tan rã một cái đại đơn vị là gần 60.000 quân thì ảnh hưởng đến tinh thần của tướng sĩ ở quân đồng 1 sau đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại thực hiện chiến lược tái phối trí tức là uh, bỏ quan trị bỏ huế rút về cố thủ đà nẵng và rút sư đoàn dù từ cái vùng miền trung về uh, sài gòn rồi lại cho lệnh rút uh, sư đoàn thiếu quân lục chiến chính cái lệnh tái phối trí này đã làm cho quân sĩ tướng sĩ ở cái vùng uh, quân khu một uh, hoang mang tâm lý và rút chạy như vậy đó không có tổ chức khiến cho phía Bắc quân truy nã theo đánh rồi suy sụp tinh thần nhanh chóng khi thấy quân khu 2 đã bị bỏ rồi Quán tri bị bỏ rồi Huế bị bỏ tranh nhau chạy như vậy rõ ràng cái chiến lược tái phối trí đó là một chiến lược không khôn khéo không sáng suốt đẩy nhanh miền Nam vào cái chỗ suy sụp và sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bây giờ là nói nếu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định sáng suốt vào thời điểm đó thì chắc chắn ông Thiệu là người có có quyền quyết định để lịch sử không xảy ra ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tại sao? Nếu vào thời điểm đó, đồng ý biết rằng Mỹ đã không còn viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, thì dù mới mắc trận 40 thuộc, chỉ mới mắc có các tỉnh Phước Long và thành phố 30 thuộc, thì Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mạnh, mặc dù viện trợ đã cắt giảm đến 95% và sau này là không còn nữa. Nhưng mà nếu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sáng suốt quyết định và can đảm chiến đấu như là một người chiến binh ngoài chiến trường, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không nên đưa ra cái lệnh gọi là tái phối trí, cứ để quân đoàn 2 ở tại chỗ chiến đấu đến cùng. Như tướng Phạm Văn Phú đã nói là phải tử thủ, cứ để cho tướng Phú tử thủ tại Pleiku và Công Tâm lực lượng với một đại đơn vị là gần 60.000 quân sẵn sàng đánh nhau với Bắc quân thì không thể nào trong năm 10 ngày mà có thể suy sụp nhanh chóng. Và dù uh, quân viện đã bị cắt, dù vũ khí không còn nhiều, nhưng nếu mà biết đánh nhau, biết sử dụng vũ khí của giặc để làm vũ khí của mình thì lực lượng còn lại của quân đoàn Hai dưới sự lãnh đạo của tướng Phạm Văn Phú không thể nào suy sụp nhanh chóng. Và lúc đó quân đoàn 1 do tướng Ngô Văn Trưởng chỉ huy khi thấy quân đoàn 2 tử thủ thì ở quân đoàn 1 cũng tử thủ ở ngoài Quảng Trị, tử thủ ngoài Huế và tử thủ ở Đà Nẵng. Tất cả lực lượng ở quân đoàn 1 vẫn còn nguyên vẹn và vẫn còn hung mạnh, không thể nào suy sụp nhanh chóng được. Lúc đó tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nên cởi bỏ áo veston và mặc à, bộ đồ lính trận như tướng như tổng thống của Jure Janowski ở lại chiến đấu không rời bỏ Sài Gòn. Thì nếu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không rời đi khỏi Sài Gòn đó thì không có cái cái cảnh Phó tổng thống Trần Văn Hương lên thay và sau này cũng không có cái cảnh Dương Văn Minh lên thay cho cho Phó tổng thống Trần Văn Hương. Như vậy nếu mà tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sáng suốt và can đảm ở lại chiến đấu với bao nhiêu người lính ở chiến trường quân đoàn 1 và quân đoàn 2, thì lúc đó có thể cử phó tổng thống trần văn hương về miền tây thảo luận với tướng nguyễn khoa nam tướng lê văn hưng tướng trần văn hai và đại tá hoàng ngọc cẩn để xây dựng cái quân đoàn 4 thành một chiến tuyến vững mạnh rất là biến cái sông tiền chạy dài từ mỹ tho xuống vĩnh long vinh thành một cái chiến trường mới trong lúc quân đoàn 1 và quân đoàn 2 và quân đoàn 3 vẫn tử thủ đến cùng. Thì khi mà củng cố cái quân đoàn 4 do một vị tướng tài ba ở xuất thân từ binh chủng nghệ dù là tướng Nguyễn Khoa Nam thì lúc đó quân đoàn 4 đã có nhiều thời giờ để củng cố cái phòng tuyến của mình trong trường hợp quân đoàn 1 thất thủ, quân đoàn 2 thất thủ quân đoàn ba thất thủ thì Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn quân đoàn 4 và có thể chiến đấu trong nửa năm hay một, một, năm nữa thì tình hình lúc đó đã làm thay đổi những cái diễn biến lịch sử và ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ không bao giờ xảy ra nếu vì lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu uh, có quyết định sáng suốt và can đảm ở lại tử thủ và nếu mà Sài Gòn thất thủ, quân khu 4 thất thủ thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tự sát như cái cách tự sát của tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai, đại tá Hoàng Ngọc Cẩn thì lịch sử Việt Nam Cộng hòa hết sức là sáng chói và anh dũng. Nhưng mà tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không có sự can đảm của một chiến binh chiến đấu ngoài chiến trường và không có một trí óc sáng suốt vào thời điểm mà miền Nam rất cần một vị lãnh đạo sáng suốt và can đảm. Nếu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu can đảm và sáng suốt vào thời điểm đó thì sẽ không bao giờ có cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tại vì nếu các bạn đọc tháng 3 gãy súng của tác giả Cao Xuân Huy, ông là một trung quý thiếu lục chiến và từng tham dự trong những trận đánh ở uh, Huế vào tháng 3 năm 1975 thì thấy rằng đó khi mà đầu hàng thì cũng bị giặc giết. Như vậy thì đầu hàng đã nhục nhã rồi mà cũng bị giết thì cầm súng chiến đấu để chết vinh quang hơn bị giết trong một cái uh, cái, cái, cái 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 cảnh là là một hàng binh nếu các bạn đọc tác phẩm à, tháng ba gãy súng của tác giả cao xuân huy thì sẽ thấy cái thân phận của người tù binh việt nam cộng hòa như thế nào họ đem ra bắn bỏ bắn bỏ đầu bắn vào mình à, vì sự căm thù của một số người à, trong hàng ngũ quân đội miền bắc đối với lại quân đội việt nam cộng hòa chiến tranh nó rung rợn như vậy thành ra giữa hai các cách nào thì cũng chết thì tổng thống nguyễn văn thiệu nên chọn cái cách chết trong can đảm trong vinh quang thì lịch sử đã không xảy ra cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tác giả xin chấm dứt video này ở đây. Sau khi đã trình bày qua một cách tổng quát về diễn biến lịch sử trong cuộc chiến bảo vệ sự tự do ở miền nam của việt nam cộng hòa xin kính chào